Rồi xin chào anh em nha. À, mình mới nhận một con Samsung A10s nha cả nhà. A10s. Con này thì bị rớt, người ta chạy xe rớt á, bể luôn. Mà con này không ép kính được, mất hiển thị luôn. Mình sẽ tiến hành tháo ra thay màn hình mới nha. Anh em mà có máy này bị hư á, nếu mà thích vặt vặt á, ở nhà tự sửa luôn, mua màn hình gì tự sửa tự thay ha. Tại giá nó giảm thành, nó giảm cho anh em nhiều. Thay màn hình A10s. À, mình tiến hành nha anh em. Nó bể rồi nên là mình tháo thoải mái nha, không có cần phải cẩn thận rồi gì hết. Tháo nó bỏ luôn. Này là do lái tem xi răng này anh em, tem xi răng này nó gãy ra luôn rồi, không cho khe sim được, giờ mình tháo bỏ luôn. Đó. Anh em lấy chọt sim chọt nha, khuyến cáo không nên dùng cái tem xi răng.